Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đôi non. Thánh lễ chúng ta sắp cử hành là những người sống đời thánh hiến và cũng là những người Công giáo Việt Nam. Chúng ta luôn ý thức đức tin của chúng ta được gieo trồng từ những hạt giống đức tin là máu của các thánh tử đạo tổ tiên chúng ta đã nhuộm thấm trên quê hương Việt Nam. Chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ cầu xin các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam, để nhờ các ngài nguyện cầu cùng Thiên Chúa cho các Kitô hữu biết noi gương các thánh tử đạo, biết trung thành theo Chúa, không những làm cho đức tin ngày càng phát triển trên quê hương Việt Nam thân yêu này, mà còn sẵn sàng vươn ra xa vùng ngoại biên, loan báo tin mừng cứu độ cho các dân tộc. Giờ đây con xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hát bài ca nhập lễ. Oh,
name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Trọng kính Đức Hồng Y, kính thưa quý Đức Cha, quý Cha Bề Trên, quý Cha, quý Bề Trên cùng tất cả anh chị em tu sĩ đang hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Giáo hội Việt Nam đang sống trong bầu khí hân hoan và thánh thiện của năm thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo tại Việt Nam. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta là con cháu chiêm ngắm gương sống đức tin của cha ông tổ tiên, là những người đã đi trước và đã hoàn thành sứ mạng làm chứng nhân đức tin trên quê hương Việt Nam. Đời sống và chứng tá của các ngài là một mẫu gương sống động để chúng ta thêm xác tín, hy vọng và quyết tâm sống ơn gọi của mình. Cử hành thánh lễ mừng các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng tôn vinh Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng và lòng thương xót của Người nơi bản tính yếu đuối và mỏng giòn của các vị tử đạo. Nhờ gương sáng và lời truyền cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta trong sứ mạng làm chứng cho Chúa qua đời sống thánh hiến mà chúng ta đã chọn lựa và đang dấn thân. Xin Chúa cũng liên kết và giúp chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm hiệp thông với tất cả anh chị em tu sĩ đang hiện diện và loan báo tin mừng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với tâm tình đó, giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng nhìn nhận lỗi lầm và thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thiên Chúa thử thách những kẻ tin theo Người như lửa thử vàng. Ai trung thành với Người sẽ được hưởng phúc muôn đời. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách Khôn ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Bàn tán việc Chúa làm cho họ
đứng đường, mang hạt giống vãi gieo, lúc trở về về reo hân hoan, vai nặng gắn lúa vàng. Chúa đã yêu thương chúng ta và ban con một của Người cho chúng ta, nên không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Đó là ý nghĩa của bài đọc sau đây. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ là Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần. Đó là lời Chúa. Meno male che io padre John com'è. Cũng đỡ vì tôi có cha tỏi ở đây với tôi. Altrimenti voi non capirete nulla. Không thôi thì các bạn không hiểu gì hết. E nemmeno io. Và tôi cũng không hiểu gì luôn. La parola di Dio di questa messa dei martiri è molto molto bella. Cái lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hôm nay trong thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo thì rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Ma io vorrei fissare su questa affermazione di Gesù la nostra attenzione. Chúng tôi xin dừng lại ở cái muốn hướng về Chúa Giêsu ở một cái điểm này. Quello che vuole seguire me rinunci se stesso. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình. E prenda la sua croce. Và vác thập giá mình. E venga dietro di me. Và theo tôi. Sembra che Gesù non è che crei molto entusiasmo, eh? Mà hình như là Chúa không có làm cho chúng ta cảm thấy có nhiều cái sự nhiệt huyết khi mà nói cái điều này. Dice così chiaramente che la vita cristiana è un impegno. Vì nói như vậy cho thấy rằng đây là một cái hành trình đi theo Chúa của người Kitô hữu là một cái hành trình vất vả. E dopo c'è quest'altra frase di Gesù: nessuno ha più grande amore di quello che dà la vita per i suoi amici. Và sau đó chúng ta nhớ Chúa Giêsu cũng nói không có tình yêu nào lớn hơn cái tình yêu mà người dám hiến mạng sống mình cho người mình yêu. Allora la misura più grande del seguire Gesù è dare la vita. Vì thế cái thước đo mà để chúng ta đo được cái tình yêu của chúng ta, chúng hành trình theo Chúa, đó là cái việc chúng ta cho đi chính mình. Perché è la misura più grande? Tại sao cái thước đo là cái thước đo lớn nhất? Perché Gesù ha fatto questo per prima. Tại vì chính Chúa Giêsu làm điều này trước tiên hết. Cioè Gesù ha dato la vita per noi. Chúa Giêsu đã trao đi chính mạng sống của mình cho chúng ta. Lui è stato il nostro primo martire. Và Ngài chính là cái vị tử đạo đầu tiên của chúng ta. E nella storia della Chiesa, dai primi giorni, ancora con il primo diacono Stefano, abbiamo subito l'esperienza del martirio. Trong lịch sử giáo hội chúng ta thấy là những cái ngày đầu tiên và chúng ta nhớ đến thánh Stefano, đó nghĩa là cái khởi điểm của giáo hội luôn luôn bắt đầu từ các tử đạo. Tutta la storia della Chiesa è segnata da questi uomini, da queste donne, da questi bambini, da questi vecchi che hanno saputo donare la vita fino al sangue per il Signore.
Và như chúng ta thấy tất cả cái lịch sử của giáo hội luôn luôn được đánh dấu bởi những con người, những người phụ nữ, những người đàn ông, những người trẻ, những đứa nhỏ đã cho chính cuộc đời của mình và sẵn sàng chịu đổ máu đào để cho Chúa, cho đức tin. La Chiesa qui in Vietnam è fondata su questi 130.000 martiri e forse di più. Tanti di loro non sappiamo nemmeno il nome. Chúng ta biết lịch sử giáo hội Việt Nam chúng ta, giáo hội chúng ta được xây dựng dựa trên dòng máu của các tử đạo, và chúng ta còn nhớ là có hơn 130.000 các tử đạo, mà nhiều người trong số họ chúng ta không biết họ là ai. E la Chiesa ha riconosciuto pubblicamente per alcuni di loro la santità, la vita del Vangelo fino in fondo. Và giáo hội chúng ta công nhận trong số đó, một số trong số đó, cái đời sống thánh thiện của họ và cái đời sống chứng nhân của họ. E oltre ai vescovi, ai sacerdoti e a tanti cristiani c'è anche una mamma di famiglia. Và ngoài các giám mục, ngoài các linh mục đã tử đạo, ngoài các tu sĩ, trong số đó cũng có người mẹ đã tử đạo. Per tutta tutte le vocazioni una sola strada, quella del Vangelo. Và tất cả những ơn gọi của chúng ta chỉ hướng về một con đường duy nhất, đó là con đường phúc âm. Nessuno ha più grande amore di quello che dà la vita per il suo amico. Và không có cái tình yêu nào lớn hơn cái tình yêu mà người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Ma allora perché Gesù dice così che bisogna che il discepolo suo rinneghi se stesso e prenda la sua croce? Ma tại sao Chúa Giêsu nói điều này, là trước tiên mình phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình để theo Ngài? Tại sao đây là cái điều đầu tiên Ngài nói? L'annuncio del Vangelo e la vita del Vangelo è la vita vera. Và cái việc loan báo tin mừng và cái đời sống tin mừng là cái đời sống thật sự. Ma in noi c'è questo avvenimento nella nostra storia che è entrato anche il peccato nella nostra vita. Và chúng ta nhớ rằng trong cái hành trình cuộc đời của chúng ta cũng có tội lỗi cũng đi vào trong chính hành trình cuộc đời này, cái hành trình này. Però bisogna ricordare che Dio ci amava prima del peccato. Mà chúng ta cần phải nhớ rằng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước khi tội. E ancora di più possiamo ricordare che Lui ci ama dopo il peccato. Và chúng ta cần phải nhớ thêm một điều nữa là Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta sau khi chúng ta đã phạm tội. E così che noi possiamo dire che anche se una mamma dimenticasse il suo figlio, Dio non dimentica, non lascia di amare nessuno dei suoi figli, nessun peccatore. Vì thế chúng ta cũng có thể nhớ cái điều mà Thánh Kinh nói là ngay cả người mẹ mà quên cả con của mình, từ bỏ con của mình, Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ người con của mình, ngay cả người đó phạm tội. Nel passato abbiamo interpretato molto questo rinunciare a noi stessi come ecco uno una capacità di vivere questi valori nuovi, lasciare le nostre vecchie tendenze al peccato. Ngày xưa mình có cái khuynh hướng suy nghĩ là khi mà từ bỏ chính mình á, nghĩa là mình sống cái giá trị mới và mình bỏ lại phía sau những cái khuynh hướng cũ, những cái tội cũ, những cái tính xấu cũ. E questo è vero perché San Paolo parla dell'uomo vecchio che è in noi e dell'uomo nuovo. Và đây cũng đúng vì Thánh Phaolô cũng nói trong chúng ta có một cái người cũ và con người mới. Allora l'uomo vecchio è questo fatto di tutti i peccati. Và vì thế con người cũ nghĩa là gì? Con người được tạo với tất cả những cái tội lỗi mà trong đó mình đã có, mình đã phạm. E l'uomo nuovo è fatto della vita di Dio. Và cái con người mới của chúng ta là con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa. E questo va bene interpretare così, allora questo cambiamento che è una conversione. Và cái cách chú giải này cũng tốt theo cái góc nhìn của việc mình phải hoán cải. In alcuni tempi si è accentuato molto il sacrificio fisico, no? Il sacrificio lasciar di mangiare, usare il cilicio, battere nelle, no?
Còn có thời gian khác thì chúng ta được coi cái việc từ bỏ chính mình bằng cách là mình hy sinh hãm mình, thậm chí mình đánh tội, mình không ăn, mình ăn chay để hy sinh để về cái tội của mình. Forse oggi dobbiamo andare un pochino più in fondo. Nhưng mà có lẽ đối với tôi ngày hôm nay chúng ta cần phải đi xa hơn như vậy. Perché Gesù ha insegnato a noi di rinunciare a noi stessi? Tại sao Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng mình phải từ bỏ chính mình? Io penso che è perché lui vuole che così noi siamo più simili a lui. Tại vì tôi tin rằng Chúa Giêsu muốn chúng ta như vậy, vì khi chúng ta làm như vậy chúng ta càng giống Ngài hơn. Così come lui dà la vita, cioè lui ama fino alla fine a noi, e con noi anche dobbiamo amare a lui così. Và vì thế nên khi mà Chúa Giêsu đã có thể cho đi chính cuộc sống của mình cho chúng ta cũng có thể làm như vậy với Ngài. Solo che la parola di Dio non dice così, la parola di Dio dice così: come il Signore ha dato la vita per voi, così voi dovete dare la vita gli uni per gli altri. Nhưng mà trong lời Chúa chúng ta nhớ rằng Chúa đâu không có nói y như cách chúng tôi nói vừa rồi, nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rằng là cũng như Thầy đã trao ban mà cho con tất cả thì con cũng biết phải cho yêu thương người khác như Thầy đã yêu thương con. Allora uno può rinunciare facilmente quando lui dimentica se stesso e ama l'altro. Vì thế một người có thể từ bỏ chính mình dễ dàng khi người đó biết quên mình và biết yêu thương người khác. Imparare a non trasformare gli altri in noi stessi. Nhưng mà mình phải học là mình không phải để thay đổi người khác, nhưng mà thay đổi chính bản thân mình. Ma imparare a amare gli altri come loro sono. Và vì thế mình cần phải học cách yêu thương người khác như chính họ là. Alle volte è difficile. Và đôi khi cái điều này rất là khó. Questo amare rispettando l'altro. Khi với đối với cái tình yêu mà yêu thương và tôn trọng người khác như e họ là. Quando Papa Francesco parla della comunione o della unità, lui dice che non è uniformità. Khi Đức Thánh Cha nói rằng cái sự hiệp thông á, hay là sự hiệp nhất á, là không phải là một cái việc giống nhau, tất cả mọi người đều có một cái uniform như nhau. L'unità è costruita con tutte le nostre diversità. Nhưng mà hiệp thông với cái sự đa dạng, chúng ta hiệp thông, chúng ta hiệp nhất với nhau trong cái sự đa dạng của mỗi người. Questo è bello ma non è molto facile. Mà điều này là tuyệt vời nhưng mà không phải dễ đâu ạ. C'è bisogno della rinuncia. Vì thế chúng ta cần phải từ bỏ chính mình. Prendere la propria croce. Và bây giờ đến cái việc gánh lấy thập giá của mình, mang lấy thập giá của mình. Io penso che questo vuol dire anche identificarci profondamente con la nostra storia. Và tôi, đối với tôi cái điều này là mời gọi chúng ta phải nhìn thấy và đặt cái căn tính mình với chính cái câu chuyện cuộc đời của mình, chính hành trình của mình. La nostra storia è fatta di vittorie e anche fatta di cose che non abbiamo vinto. Vì cuộc đời của chúng ta, mỗi người chúng ta là được tạo ra bởi những cái thành công cũng như cái thất bại với những điều mà mình chưa sống được. E tutto quello che sembra negativo nella nostra vita può diventare positivo se io passo veramente ad amare. Vì tất cả những gì xảy ra với tôi trong cuộc sống, cho dù nó tiêu cực, cho dù nó xấu xa, nó có thể biến đổi thành những cái điều tốt nếu tôi dám vượt qua nó với tình yêu. Io ho capito una cosa adesso due anni fa più o meno. Tôi hiểu một cái điều này, một cái vấn đề này từ hai năm trước, khoảng từ hai năm trước tôi nhận ra. Che ci sono alcune cose che l'intelligenza nostra non riesce a rispondere. Một số điều, một cái lý trí của mình, cái hiểu biết của mình có một số điều nó không thể giải thích được bằng cái kiến thức, cái lý trí của chúng ta. Alcune domande della vita sono così difficili che l'intelligenza non riesce a rispondere. Và vì thế nên có một số điều nó xảy ra trong cuộc đời mình nó rất là khó để chúng ta có thể có một lời giải đáp. Allora l'intelligenza cade. Và vì thế cái sự thông minh, cái trí thức của mình nó phải rớt xuống. Cosa rimane? Và cái gì vậy thì còn lại cái gì? Alla fine il grande valore della vita che rimane è l'amore. Và cuối cùng thì cái giá trị lớn nhất mà còn lại trong cuộc đời mình chỉ là tình yêu mà thôi.
Se uno vive amando come Dio insegna, lui sempre, sempre, sempre troverà vita. Và nếu một người mà học theo Chúa Giêsu, yêu thương theo cách Chúa Giêsu thì người đó sẽ luôn 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 tìm ra cái ý nghĩa cuộc sống của mình. Allora io penso che questo rinnegarsi se stessi è proiettarsi nell'altro con amore. Vì thế đối với tôi là khi mà từ bỏ chính mình là để cho mình có thể cho mình cho người khác. Io allora vi auguro che come hanno fatto i martiri vietnamiti, noi tutti nella chiesa nel Vietnam, nella chiesa in tutto il mondo, anche tra noi consacrati, noi viviamo così. Và tôi chúc tất cả các bạn, cả giáo hội của chúng ta, và đặc biệt là giáo hội Việt Nam, học được từ gương các thánh tử đạo là đã cho đi chính cuộc đời của mình, chính chúng ta cũng có thể sống như vậy. Allora anche attraverso questa porta stretta noi vedremo tante persone come voi che avete trovato trovare la strada. Và qua chính cái cánh cửa hẹp, mỗi chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều người như các bạn ở đây đã sống được cái điều đó. E allora il Vangelo, l'evangelizzazione diventerà una luce che attrae molte persone. Và cái đó, cái cách sống đó là cái cách loan báo tin mừng mà chúng ta có thể thu hút rất là nhiều người để theo Chúa. Allora, come i martiri del Vietnam, non abbiamo paura di questa parola di Gesù. Chi vuol venire dietro di me rinuncia a se stesso e prenda la sua croce. Vì thế nên các thánh tử đạo của chúng ta đã không sợ sống cái chính cái lời Chúa Giêsu dạy là dám từ bỏ mình và vác thập giá mình đi theo Ngài. Amen. Amen. L'ultima traduzione è stata molto bella, Và cái lời cuối cùng dịch ra hình như nó cũng chính xác. Amen. Nghe nói vậy. Giờ đây xin kính mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời nguyện tín hữu. Cộng đoàn phục vụ thân mến, các thánh tử đạo tại Việt Nam, tổ tiên chúng ta đã trung thành theo Chúa đến chết để làm chứng cho đức tin. Chúng ta quyết tâm noi gương các ngài và tha thiết cầu xin. Các thánh tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa tôn trèn sức mạnh thánh thần trên hội thánh, để hội thánh luôn chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Xin Chúa lắng nghe chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc chiến đức tin. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và những cộng tác viên của các ngài luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan, can đảm dẫn đưa đoàn Thiên Chúa vượt qua muôn vàn sóng gió trong thời đại hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam là những chứng nhân anh dũng về lòng mến Chúa yêu người và tình yêu quê hương dân tộc. Xin cho các nhà cầm quyền tìm hiểu sự thật, nhìn nhận thiện chí đóng góp của người Công giáo, để cùng cộng tác với nhau, hầu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam trung kiên theo Chúa đến trọn đời. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn trung thành với chọn lựa lý tưởng theo Chúa Kitô, nghiêm túc trong đời tu, hiến mình trở nên nhân chứng của Thiên Chúa trong một thế giới hôm nay đang mang đầy thương tích. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, tổ tiên chúng con là các thánh tử đạo đã can đảm chịu chết để tuyên xưng đức tin. Chúng con xin dâng lên Chúa quyết tâm theo gương các thánh tử đạo, yêu thương, quảng đại, sẵn sàng chịu mất mát, thua thiệt vì cuộc sống vĩnh cửu muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em,
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ với Thánh Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và tôn vinh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha. Ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con, nhờ Cha ban ơn trợ giúp những người con người mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like they fall, so that they become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered to this passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we will be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, and Joseph, our Apostolic Administrator, Louis Bishop, Cardinal João Preis Davis, Peter Bishop, Kapala Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heir into eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. We live in reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Anh chị em, chúng ta chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa,
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Về việc rước lễ quý cha trên cung thánh, rước lễ hai đầu bàn thờ, các cha khác rước lễ tại chỗ, có 6 điểm cho rước lễ. Xin các thầy hướng dẫn quý cha về các điểm cho rước lễ. Sự sống dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tin rằng dù mặc ai lên án, dù mặc ai vu cáo, dù là cho đến chết, chết tôi đau. Không có gì bằng tôi cho cõi lòng mến của Thiên Chúa trong đời tin
dạt dào như ngàn con sông. Vỗ về năm tháng đời con, tình ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn gỗ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Ôm ơn Chúa như mưa như mưa, để xuống đời con miên man miên man, để đưa tình con trong tay trong tay, một ngày thương mến. Đời con Chúa em trôi em trôi, Chúa dặn dìu con luôn con con thôi. Gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con. Chúa em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn con tôi.
chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vorrei dare a voi questa benedizione finale. Tôi xin được ban phép lành cuối cùng trong thánh lễ này. In nome del Santo Padre Francesco. Nhân danh Đức Thánh Cha Francisco. Che quando noi cardinali veniamo da Roma sempre c'è questa missione di portare la benedizione del Papa. Bởi vì khi các Hồng Y đi từ Roma đi thăm viếng thì luôn luôn đem theo phúc lành của Đức Thánh Cha. E che noi possiamo camminare molto molto uniti a lui. Để tất cả chúng ta đều có thể bước đi trong sự hiệp nhất với Ngài. Che è il vicario di Cristo nella terra. Cái trong cái vai trò của Chúa Giêsu trên thế gian này. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây cha Thomas đặc trách tu sĩ của Tổng giáo phận sẽ có lời tri ân Đức Hồng Y quý Đức Cha. Mời quý cộng đoàn an tọa. Trọng kính Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ. Trọng kính Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám quản Tông tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Capella đến từ Philippines. Con xin thay mặt cho tất cả anh chị em sống đời thánh hiến hiện diện hôm nay trong hội trường này, cũng như tất cả các anh chị em trong toàn thể Tổng Giáo phận Sài Gòn đang hiệp thông tham dự trong thánh lễ này, dâng lên Đức Hồng Y, quý Đức Cha, với tất cả lòng yêu mến của tất cả anh chị em sống đời thánh hiến của chúng con. Trước hết với Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ. Đức Hồng Y đã vượt một chặng đường rất xa để đến đây với chúng con, lần đầu tiên hiện diện với chúng con ở trong Tổng Giáo phận này. Chắc chắn thời gian quá ngắn ngủi để có thể chia sẻ hết tất cả những nỗi lòng mà Đức Hồng Y muốn diễn tả với chúng con, cũng như chúng con cũng muốn nói lên với Đức Hồng Y. Thế nhưng thời gian thì không thể hạn chế được trái tim của con người, cho nên chúng con với tất cả những tâm tình yêu mến của đoàn con sống đời thánh hiến luôn luôn biết rằng ở nơi trái tim của Đức Hồng Y có mỗi người chúng con hiện diện trong lời cầu nguyện, trong tâm tình yêu thương, trong thái độ quý mến. Và những lần trò chuyện với chính Đức Hồng Y, con cũng đã cảm nhận được tất cả những tâm tình yêu thương mà Đức Hồng Y đã dành cho tu sĩ Việt Nam của chúng con nói chung và với anh chị em sống đời thánh hiến ở trong Tổng Giáo phận Sài Gòn nói riêng. Chúng con với tất cả lòng quý trọng, yêu mến, dâng một lần nữa bày tỏ lòng tri ân của chúng con đến với Đức Hồng Y. Và cách đặc biệt qua Đức Hồng Y,
chúng con gửi lời kính chào đến Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của toàn thể hội thánh và cũng là một tu sĩ dòng tên, cho nên chúng con biết rằng Ngài luôn luôn hiểu biết và yêu thương đời sống thánh hiến và cách đặc biệt dành trái tim của Ngài trong những lời cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam của chúng con và cho anh chị em tu sĩ sống đời thánh hiến. Xin Đức Hoàng Y chuyển lời kính thăm của tất cả chúng con và nhất là ước mơ của chúng con một ngày nào đó Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đây và chính Ngài sẽ chủ sự thánh lễ và trong đó có sự hiện diện của tất cả các anh chị em sống đời thánh hiến tại Việt Nam của chúng con. Trọng kính Đức Cha Phêrô, Giám mục Thái Bình và là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự hiện diện của Đức Cha hôm nay là một sự hiện diện đầy khích lệ đối với chúng con. Trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ, Đức Cha luôn luôn quan tâm, yêu thương, động viên khích lệ và thăng tiến đời sống thánh hiến tại Việt Nam của chúng con. Đức Cha đã quan tâm tổ chức nhiều khóa học, khích lệ tất cả những anh chị em của chúng con thăng tiến trong đời sống thánh hiến để giữa rất nhiều những khó khăn của thời đại mới này. Mong ước cho tất cả những anh chị em thánh hiến của chúng con khi được Chúa sai đi vào giữa xã hội mới này với biết bao những đổi thay nhanh chóng của thời đại. Đức Cha vẫn luôn luôn cầu nguyện và khích lệ chúng con sống trọn vẹn căn tính của đời tu để chúng con có thể trở nên hình ảnh của những người môn đệ yêu thương tỏa chiếu trái tim của Đức Giêsu giữa lòng thế giới hôm nay. Sự hiện diện của Đức Cha hôm nay cũng như biết bao nhiêu lần mà tu sĩ chúng con có dịp họp lại với nhau là bằng chứng yêu thương và khích lệ nâng đỡ chúng con để mỗi người chúng con dù đứng trước nhiều khó khăn thử thách khi được sai đi thi hành thứ mạng làm chứng cho tình yêu Chúa vẫn có lời cầu nguyện nâng đỡ và động viên của Đức Cha. Chúng con kính chúc Đức Cha được tràn đầy sức khỏe, niềm vui và nhất là tình yêu của Chúa Kitô để Đức Cha luôn luôn chu toàn những gì mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho Đức Cha, cách đặc biệt là trong vai trò linh hoạt đời sống thánh hiến tại quê hương Việt Nam thân yêu này của chúng con. Trọng kính Đức Cha Giám quản Giuse, chúng con biết rằng trong những ngày này Đức Cha bận rộn biết bao nhiêu công việc và biết bao nhiêu điều mà Đức Cha quan tâm đối với anh chị em sống đời thánh hiến của một tổng giáo phận đông bậc nhất Việt Nam. Và như con biết, hình như chỉ sau Vatican thì tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh này đứng thứ nhì, cho nên cái con số mỗi ngày tu sĩ mỗi tăng vừa làm cho Đức Cha vui mừng hân hoan bởi vì đất lành chim đậu. Thế nhưng chắc chắn trong vai trò mục tử, Đức Cha cũng cảm thấy lo lắng bởi vì không biết với vai trò của mình có thể chu toàn được nhiệm vụ Chúa trao phó hay không để có thể hướng dẫn, động viên, nâng đỡ tất cả anh chị em của chúng con bước theo con đường của Chúa Giêsu vốn là con đường rất khó đi, con đường hẹp của mầu nhiệm thánh giá, của việc sống triệt để các lời khuyên phúc âm khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục giữa một thế giới có quá nhiều đổi thay và nhiều giá trị mới mà luôn luôn hấp dẫn và lôi kéo con người chạy theo, cách đặc biệt là với số tu sĩ trẻ càng ngày càng đông. Với con số 259 dòng tu đoàn tông đồ, tu hội, các hiệp hội, chắc chắn Đức Cha luôn luôn yêu thương, cầu nguyện, nâng đỡ chúng con. Và qua tất cả trái tim mục tử mà Đức Cha dành cho chúng con đã cảm nhận được Chúa đã sai Đức Cha đến để chăm sóc chúng con mỗi ngày nhiều hơn để đời sống thánh hiến của chúng con nơi đây tiếp tục sinh hoa kết trái. Bởi vì như Đức Hồng Y đã nhận định, nó không chỉ là con số, nhưng chắc chắn những ân huệ của Thánh Thần ban cho mỗi một hội dòng tiếp tục làm trổ sinh hoa trái nơi tổng giáo phận này. Và từ tổng giáo phận này, như Đức Hồng Y cũng đã nhận định,
đã gửi đi biết bao nhiêu những thừa sai đến các quốc gia khác để trở nên những thừa sai đem niềm vui tin mừng đến cho mọi con người. Chúng con xin hết lòng cảm ơn tấm lòng mục tử của Đức Cha Giám quản Giuse đã dành cho tất cả anh chị em sống đời thánh hiến của chúng con. Và sau hết chúng con xin cảm ơn Đức Tổng Kapala. Sự hiện diện của Đức Tổng nơi đây cũng là một điều rất là đặc biệt, bởi vì Đức Tổng thì thuộc tu hội đời Notre Dame de Vie. Đức Tổng đến đây để tham dự Đại hội Liên tu hội đời châu Á sẽ bắt đầu ngày mai. Thế nhưng hôm nay sự hiện diện của Đức Tổng ở nơi thánh lễ này nói lên tấm lòng ưu ái và nhất là sự liên đới với anh chị em sống đời thánh hiến tại Việt Nam và cách riêng là với Tổng Giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh của chúng con. Chúng con kính chúc Đức Tổng có những ngày thật tuyệt vời trong đại hội sắp tới, và nhất là chúng con cũng kính chúc Đức Hồng Y được tràn đầy niềm vui, bình an trong thời gian đã phục vụ trong chức vụ làm mục tử của Chúa. Thì xin Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả những gì mà hôm nay Đức Tổng còn ấp ủ trong lòng, cách đặc biệt là với những anh chị em tu hội đời sắp tu hội nơi đây của tất cả các châu Á của chúng con. Chúng con kính chúc Đức Tổng niềm vui, bình an và nhất là hạnh phúc khi được sống giữa anh chị em sống đời thánh hiến để cùng liên đới với nhau và cùng đi với nhau hướng về phía trước, tước trước tiếng gọi của Chúa. Chúng con cũng xin cảm ơn cách đặc biệt đối với cha thư ký đã đồng hành với Đức Hồng Y Tổng trưởng đến với chúng con trong hành trình thăm viếng Giáo hội Việt Nam lần đầu tiên này. Tất cả những sắp xếp của cha trong thời gian qua làm việc rất chặt chẽ với chúng con để có thể tổ chức được cuộc viếng thăm này với bao nhiêu vất vả mà chúng con biết rất rõ. Đến nỗi cha chia sẻ với chúng con là trong giây phút cuối cùng cứ tưởng chừng như là Đức Hồng Y không thể đến được với chúng con. Thế nhưng sau cùng thì mọi sự Chúa đã an bài và trong đó có sự cộng tác rất tích cực của cha từ phía bên Roma để làm cho ước mơ của Đức Hồng Y hôm nay được trở nên hiện thực. Chúng con xin cảm ơn cha và cầu chúc cha tiếp tục cuộc hành trình thăm viếng các cộng đoàn tu sĩ khác của Tổng Giáo phận Huế cũng như Hà Nội trong ngày sắp tới được tràn đầy niềm vui và bình an. Và sau hết, con xin cảm ơn tất cả các quý khách, tất cả những anh chị em tu hội đời hôm nay đang có mặt nơi đây đã hiệp thông cách đặc biệt với anh chị em sống đời thánh hiến trong Tổng Giáo phận này. Anh chị em đến từ rất nhiều các quốc gia tại châu Á này và đến trung tâm mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn như một điểm hẹn để gặp gỡ nhau ở trong tình yêu và tình huynh đệ của những anh chị em cùng sống đời thánh hiến. Thay mặt tất cả anh chị em đời sống thánh hiến tại Tổng Giáo phận Sài Gòn này, cầu chúc tất cả anh chị em liên tu hội đời châu Á có ngày họp thật là vui, thật là huynh đệ, và nhất là đây là một đại hội của toàn châu Á, cho nên cầu chúc đại hội được thành công tốt đẹp để nối kết tất cả tình huynh đệ vượt quá biên giới của một quốc gia để còn mở rộng đến khắp hoàn cầu. Xin Chúa chúc lành cho đại hội sắp tới để đại hội được thành công tốt đẹp và tiếp tục dẫn dắt các anh chị em sống tu hội đời, sống cuộc đời làm chứng tá, muối men và ánh sáng giữa thế gian này để sinh hoa kết trái thật dồi dào cho nước Chúa. Và sau hết, con xin cảm ơn rất đặc biệt tất cả những ai đã cộng tác để tổ chức thánh lễ này cũng như cuộc thăm viếng của Đức Hồng Y tại Tổng Giáo phận Sài Gòn này được sinh hoa kết quả, nhất là các nhóm đã góp phần trong việc tổ chức hôm nay của Liên Tu Sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cách đặc biệt là con cảm ơn cha Chủ tịch Liên Tu Sĩ của Tổng Giáo phận cũng như tất cả các anh chị em trong tổ công tác Liên Tu Sĩ đã hết sức vất vả những ngày vừa qua để tổ chức thánh lễ hôm nay cũng như những chương trình sắp tới, đặc biệt là chương trình văn nghệ tối nay sẽ do sự đóng góp của rất nhiều các anh chị em tu sĩ. Con xin cảm ơn cách đặc biệt tất cả những anh chị em cũng sẽ tham gia vào trong chương trình văn nghệ tối nay
để chúng ta bày tỏ lòng kính mến cách đặc biệt đối với các bậc tiền nhân chúng ta trong đức tin là các thánh từ đạo Việt Nam. Con xin cảm ơn cha giám đốc cũng như quý cha trong trung tâm mục vụ đã tạo điều kiện rất tốt cho chúng con để tổ chức thánh lễ và cũng như chương trình đón tiếp Đức Hồng Y tại trung tâm mục vụ này. Cầu chúc quý cha tiếp tục sứ mạng phục vụ và sứ mạng ấy tiếp tục trổ sinh hoa trái cho cộng đồng dân Chúa tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Và sau hết, một lần nữa, chúng con cũng muốn gửi đến tất cả những ai hôm nay tuy không hiện diện nơi đây, nhưng qua các phương tiện truyền thông đang hiệp thông với chúng con trong thánh lễ và những biến cố nhân dịp đón tiếp Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, được tràn đầy niềm vui và bình an với tất cả tấm lòng quý mến của anh chị em chúng con dành cho tất cả mọi người. Và sau hết, một lần nữa xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng, cho quý Đức Cha, quý cha cũng như tất cả quý khách và tất cả những ân nhân đã giúp đỡ chúng con cách này cách khác mà chúng con không thể kể hết ra đây để được. Cầu chúc phúc lành của Chúa vẫn tiếp tục bao phủ và dẫn dắt tất cả anh chị em trong những bước đường phục vụ Chúa Kitô và Hội Thánh Giáo Hội sắp tới. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu để cảm tạ tri ân. Sau bài ca tạ lễ, chúng con xin mời Đức Hồng Y quý Đức Cha chụp một tấm hình kỷ niệm với quý linh mục tu sĩ của chúng con ngay tại hội trường này. Và sau đó chúng con mời quý vị dùng cơm tối ở ngoài sảnh hội trường. Chúng ta cùng hát bài ca tạ lễ. Momento, solo momento. Solo un momento. Penso che scusate. Xin lỗi chút xíu. Voi avete visto che il ringraziamento di Padre Thomas è stato come un rosario, no? Sì, có vẻ mọi người cũng thấy rằng cha Thomas của chúng ta vừa cảm ơn tất cả mọi người giống như là một cái cầu nguyện cái chuỗi tràng hạt vậy. No, ma volevo completare. Tôi nói giỡn vậy, nhưng mà thật ra tôi muốn cảm ơn ngài. È mancata una pallina, Tại vì vẫn thiếu một điều. E noi dobbiamo ringraziare molto a Padre Thomas perché per noi lui è diventato come un angelo custode. Sì, tại vì trước tất cả chúng ta phải cảm ơn cha Thomas, trung của chúng ta vì có ngài mà ngài giống như là thiên thần hộ mệnh đã làm cho cái buổi gặp gỡ hôm nay được thành công. E lui ci ha seguito in tutti in tutto e ci ha seguito con molto amore e faceva anche un po' la parte del poliziotto che custodiva, Sì, tại vì ngài trong những ngày qua ngài cũng theo chúng tôi, đi theo chúng tôi, ngài giúp đỡ chúng tôi, ngài giống như người bảo vệ chúng tôi vậy. Dall'altra parte sappiamo tutto quello che lui ha fatto come lavoro anche accompagnando tutto, Và dĩ nhiên là tôi cũng biết rằng là ngài cũng chuẩn bị rất nhiều trước đó để cho cái buổi gặp gỡ này, cho những cái buổi gặp gỡ này. E io particolarmente voglio ringraziarlo anche per il suo grande sorriso. Và tôi thật sự cảm ơn ngài vì cái nụ cười rất là đẹp của ngài. Oh,
nhân danh Cha và Con và Thánh.